Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay cả gia đình mình lại cùng nhau đi ăn tối. Có nhiều món mới, món lạ, mà cách trang trí thì mỗi ngày mỗi khác nữa. Xin mời các bạn cùng xem video nha. Maybe sirloin steak, because roast pork is like the one that I made for you at home. Cái menu có nhiều món quá, nhưng mà món này mình thấy có vẻ hấp dẫn nè. Chinese egg noodles là mì trứng. Vậy chắc mình sẽ gọi món đó quá. Can someone go out or to the room? Just do the hallway. Once again, tonight I recommend the pot pie. Anh chàng này á, là ngày nào cũng một bộ bánh mì baguette trét bơ hết á. Ảnh khoe với mình á, là bây giờ ảnh khoét một cái lỗ xong rồi cho bơ vào trong đó trét á, thì sẽ dễ hơn. I'll have the chicken satay. Chicken satay. The Maui onion soup. Onion soup. The pork fillet, our folly. And the beef burger. And? The beef burger. Can I have the scallop cocktail? And shrimp cocktail? Wow. And the waffle. I should put that on my dish. It will be my pleasure to be with you at the first and second one of the Garland in Piazza. And then to enter the issue of the 23rd of the Theater, the Interdenominational Christian Church Service. And gently, this time I confirm all the projects and this is actually completed. Đây là món appetizer, món khai vị, tên là chicken satay. Là gà nướng sa tế chấm với tương đậu phộng, là peanut sauce. Đây là món appetizer của mình, scallop salad, là salad sò điệp. Con gái mình nói là ai cũng gọi món gà nướng sa tế, có một mình mommy là không gọi thôi, mommy khác người nha.
eat of him, less of him. Which is weird because if it's moving, we're getting out. When you take pictures, it doesn't. That's why something doesn't. This is grandma. Show them. Such a nice picture. I'm waiting for the rest of the makeup and then serve the. Oh, so only some of it's here. Oh, yeah, that's probably one day. Tomato, eat. Get a banana, lemon, eat. Món này là món hồi nãy mình gọi nè. Mà hồi nãy thì mình thấy ghi là Chinese egg noodles thì mình tưởng là mì trứng. Mà đằng này á là hủ tiếu. Dĩa pasta của con gái mình nè. Ba mình thấy là con gái mình ngày nào cũng ăn pasta. Hỏi là con gái mình thích ăn nui lắm hả? Thì mình nói mà con gái mình mê ăn món Ý lắm. Trên thực đơn mà có món Ý là bảo đảm chị này sẽ gọi món Ý. Dĩa đồ xào mà mình gọi á, ông xã mình cũng gọi một dĩa y như vậy luôn. Dĩa này á, thì người phục vụ họ nói với mình á, là Pad Thai. Pad Thai là một món của Thái, là bánh phở xào với tôm, với trứng, với giá và hành. Và nước sauce á, là Pad Thai sauce, là có vị nước mắm ở trong đó. Rồi cũng có một tí xíu giấm ở trong phần nước sauce nữa. William, fatality means to die. Yeah.
Yes. Thank you. Con gái mình ăn hamburger, mà hamburger này có nhiều barbecue sauce cho nên nó dính tùm lum hết á. Khoai tây nghiền mà họ nắn lại thành hình trái lê xong rồi mang đi chiên giòn. Nhìn thấy hay ghê không? Rồi ở trên nó có ghim một cây tăm nữa. Nhìn giống y như trái lê vậy ha, hình dáng một trái lê rõ ràng luôn. Bây giờ là đến phần thực đơn dành cho món tráng miệng, món dessert. Toàn món ngọt không à, món nào cũng ngon hết á. Con gái mình hôm nay ăn kem đá. Ông xã mình là một ly kem có 3 hương vị khác nhau. Rồi một cái bánh creme brulee là giống như bánh flan vậy đó. Còn mình á, là mình có một lát cheesecake. Mình được tặng cái phiếu này để đi lấy sợi dây chuyền miễn phí nè. We just need the letter here. Are you going to sing a song for you? Same thing. All right, thank you. Sợi dây chuyền miễn phí làm bằng bạc sterling silver. Hôm nay cả nhà mình đi ăn tối chung với nhau. Xong rồi á, mình còn được cái phiếu tặng một sợi dây chuyền làm bằng bạc miễn phí nữa. Thấy vui gì đâu á. Nên mình muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.